Bài học thành công của tỷ phú Mã Hóa Đằng, Tyson đã được gieo giống như thế nào? Tyson, gã khổng lồ công nghệ đa phương tiện và giải trí lớn nhất thế giới, một trong những công ty có giá trị nhất ở châu Á, đồng thời là một trong những tập đoàn đầu tư, trò chơi và giải trí lớn nhất hành tinh. Ta thường nghe qua đến cái tên Tyson hay Đặng Tấn trên khắp các phương tiện truyền thông, nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói về gã khổng lồ này, mà đó là người đứng sau nó, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Tyson, ông Mã Hóa Đằng. Trong chương trình Thế giới người nổi tiếng hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về ông trùm kinh doanh tỷ phú người Trung Quốc Mã Hóa Đằng. Và đặc biệt hơn hết là quá trình ông xây dựng nên một đế chế Tyson đồ sộ như ngày hôm nay. Tỷ phú Trung Quốc đầu tiên lọt vào danh sách 10 người giàu nhất của Forbes. Chúng ta đều biết Tyson nổi tiếng với tư cách là nhà sáng lập ra ứng dụng nhắn tin lớn nhất thế giới, WeChat. Bên cạnh đó thì các công ty con của Tyson cũng cung cấp hệ thống truyền thông, giải trí, thanh toán, điện thoại thông minh, dịch vụ liên quan đến Internet, dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ quảng cáo trực tuyến cả ở Trung Quốc và trên toàn cầu. Về người sáng lập Mã Hóa Đằng, ông sinh ngày 29 tháng 10 năm 1971. Năm 2007, 2014 và 2018, tạp chí Time vinh danh Mã Hóa Đằng là một trong những người có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2015, Forbes vinh danh ông là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Năm 2017, Fortune xếp ông vào danh sách những doanh nhân hàng đầu của năm. Năm 2018, ông được tạp chí CEO World vinh danh là một trong những người quyền lực nhất thế giới. Ông Mã là đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Thâm Quyến và là đại biểu trong Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 12. Là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới theo Fortune, ông Mã được biết đến với tư cách khiêm tốn hơn so với các doanh nhân khác của Trung Quốc và có tính cách hướng ngoại tương tự như nhà sáng lập Alibaba, Jack Ma. Ông Mã thường được so sánh với nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett vì cách tiếp cận đầu tư của cả hai được đánh giá là tương tự nhau. Tính đến tháng 9 năm 2023, theo Bloomberg Billionaires Index, ông có tài sản ròng trị giá 37,5 tỷ đô la Mỹ, là người giàu thứ 33 trên thế giới. Theo Forbes, ông Mã được xếp hạng là người giàu thứ tư ở Trung Quốc và là người giàu thứ 34 trên thế giới, với tài sản ròng là 34,5 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 11 năm 2017, giá trị tài sản ròng của ông đã nhanh chóng vượt qua Larry Page và Sergey Brin, đưa ông trở thành người giàu thứ 9 trên thế giới và là công dân đầu tiên từ Trung Quốc lọt vào danh sách 10 người giàu nhất của Forbes. Những năm đầu sự nghiệp và thành lập Tyson. Ông Mã sinh ra ở Triều Dương, thành phố Sáng Đầu, tỉnh Quảng Đông. Ông nhận bằng cử nhân khoa học về khoa học máy tính và kỹ thuật ứng dụng tại Đại học Thâm Quyến năm 1993. Công việc đầu tiên của ông Mã là làm việc tại China Motion Telecom Development, một công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ viễn thông. Ông phụ trách phát triển phần mềm và nhận được mức lương là 176 đô la mỗi tháng. Ông cũng làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Runsun Thâm Quyến thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển dịch vụ gọi điện qua Internet. Cùng với 4 người bạn cùng lớp của mình, Mã Hóa Đằng tiếp tục đồng sáng lập Tyson vào năm 1998. Sản phẩm đầu tiên của công ty ra đời sau khi ông Mã tham gia buổi thuyết trình cho ICQ, ứng dụng nhắn tin tức thời dùng Internet đầu tiên trên thế giới, được lập vào năm 1996 bởi một công ty Israel. Lấy cảm hứng từ ý tưởng này, ông Mã và nhóm của ông đã tung ra một phần mềm tương tự vào tháng 2 năm 1999 với giao diện tiếng Trung và một cái tên hơi khác, đó là OICQ hay còn gọi là OpenICQ. Sản phẩm này nhanh chóng trở nên phổ biến và thu hút hơn 1 triệu người dùng đăng ký vào cuối năm 1999, khiến nó trở thành một trong những dịch vụ lớn nhất ở Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với tờ China Daily, ông nói, nếu tôi nhìn xa hơn, việc này là nhờ đứng trên vai của những gã khổng lồ. Ông đề cập đến những điểm tương đồng giữa ICQ và OICQ. Ông nói, chúng tôi biết sản phẩm của mình có tương lai, nhưng vào thời điểm đó chúng tôi không đủ khả năng chi trả. Để giải quyết vấn đề, ông Mã đã nộp đơn xin vay ngân hàng và thậm chí còn bàn chuyện bán công ty. Do dịch vụ OICQ của Tyson được cung cấp miễn phí nên công ty đã tìm đến các nhà đầu tư mạo hiểm để tài trợ cho loạt chi phí hoạt động ngày càng tăng của mình.
Năm 2000, ông Mã chuyển sang đầu tư vào công ty đầu tư IDC của Mỹ và hãng viễn thông Pacific Century Cyberwork PCCW của Hồng Kông, mua 40% cổ phần của Tencent với giá 2,2 triệu đô la Mỹ. Khi thị trường máy nhắn tin bị thu hẹp, ông Mã đã cải thiện nền tảng nhắn tin bằng cách cho phép người dùng OICQ gửi tin nhắn đến thiết bị cầm tay di động. Sau đó, 80% doanh thu của công ty sẽ đến từ các thỏa thuận với các nhà khai thác viễn thông đồng ý chia sẻ phí tin nhắn. Sau khi công ty AOL America Online mua ICQ vào năm 1998, công ty này đã đệ đơn kiện Tencent lên diễn đàn trọng tài quốc gia ở Mỹ, cho rằng tên miền OICQ.com và OICQ.net của OICQ đã vi phạm thương hiệu của ICQ. Tencent thua kiện và phải từ bỏ tên miền. Vào tháng 12 năm 2000, ông Mã đổi tên phần mềm thành QQ. Mở rộng và phát triển việc kinh doanh của Tencent. Sau vụ AOL, ông Mã quyết định mở rộng danh mục kinh doanh của Tencent. Năm 2003, Tencent phát hành cổng thông tin riêng của mình là QQ.com và thâm nhập thị trường trò chơi trực tuyến. Đến năm 2004, Tencent trở thành dịch vụ nhắn tin tức thời lớn nhất Trung Quốc, nắm giữ 74% thị trường, khiến ông Mã phải niêm yết công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Sau khi công ty huy động được 200 triệu đô la Mỹ trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng vào tháng 6, ông Mã nhanh chóng trở thành một trong những người giàu nhất ngành viễn thông Trung Quốc. Năm 2004, Tencent ra mắt một nền tảng chơi game trực tuyến và bắt đầu bán các sản phẩm ảo để hỗ trợ các trò chơi được xuất bản trên nền tảng đó. Theo lệnh của ông Mã, Tencent đã ra mắt nền tảng C2CByeBye.com vào năm 2005, một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba. Học theo Microsoft, ông Mã đã thành lập hai nhóm kỹ sư cạnh tranh vào năm 2010 và giao cho họ nhiệm vụ tạo ra một sản phẩm mới. Sau 2 tháng, một nhóm đã trình bày một ứng dụng nhắn tin văn bản và trò chuyện nhóm, đó là WeChat, ra mắt vào tháng 1 năm 2011. Tính đến năm 2015, WeChat là nền tảng nhắn tin tức thời lớn nhất trên thế giới, được 48% người dùng Internet ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sử dụng. Các dịch vụ đa dạng khác cho Tencent cung cấp bao gồm cổng website, thương mại điện tử và trò chơi trực tuyến. Các trò chơi trực tuyến đã tăng doanh thu hơn một nửa, lên tới 5,1 tỷ đô la Mỹ với biên lợi nhuận 1,5 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 12 năm 2015, ông Mã thông báo rằng Tencent sẽ xây dựng một bệnh viện internet được thành lập ở Ô Trấn để cung cấp dịch vụ chẩn đoán từ xa và cung cấp thuốc. Năm 2016, ông Mã đã chuyển số cổ phiếu Tencent cá nhân trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ của mình cho quỹ từ thiện cá nhân là quỹ toàn cầu Mã Hóa Đằng. Tuy nhiên, Forbes vẫn không giảm giá trị tài sản ròng của ông vì cổ phiếu vẫn được niêm yết dưới tên ông. Theo trang web chính thức của Tencent, ông Mã là đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thâm Quyến lần thứ 5 và phục vụ trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 12. Phát biểu về vấn đề kiểm duyệt thông tin tại một hội nghị công nghệ ở Singapore, ông Mã cho biết, về mặt quản lý bảo mật thông tin, các công ty trực tuyến từ bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải tuân thủ theo một bộ tiêu chí đã xác định và hành động có trách nhiệm. Nếu không, điều đó có thể dẫn đến tin đồn, bôi nhọ và tranh chấp giữa các công dân, chưa kể giữa các quốc gia. Chính vì vậy, nhu cầu quản lý trực tuyến đang ngày càng cấp thiết. Ông Mã rất hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và nổi tiếng với lối sống kín đáo. Sự giàu có của ông đến từ 9,7% cổ phần của Tencent Holding. Ông sử dụng tài sản ở Hồng Kông và các tác phẩm nghệ thuật trị giá 150 triệu đô la Mỹ. Ông cũng sở hữu một dinh thự nguy nga được tái phát triển rộng 1.820 m2 ở Hồng Kông. Vừa rồi là những thông tin quan trọng về nhà sáng lập gã khổng lồ Tencent, ông Mã Hóa Đằng. Có thể thấy, hành trình xây dựng cơ ngơi của bất kỳ ông trùm tỷ phú nào cũng sẽ đều gian nan vất vả, đòi hỏi những cách thức kinh doanh sắc sảo, cũng như biết cách học hỏi và đúc kết kinh nghiệm. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.